Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Và đây, trên tay của mình đang cầm cái cục chớp kêu. Chớp kêu dành cho xe đèn tròn nha. Đèn tròn hoặc là xe đèn vuông đời đầu. Lưu ý là đời đầu nha. Đời đầu thì nó mới có 3 dây. Thông dụng nhất là xe 81, 86 nha, nó có 3 dây. Hai cộng xi nhan và một cộng dây mát. Thì đây là chớp kêu xài cho xe 12V nha. Đây mình sẽ thử cái âm thanh các bạn nghe. Cho có một dây xanh là dây mát với hai cộng dây màu vàng, màu xanh với màu cam là dây xi nhan. Đó. Các bạn nghe nó kêu tích tích tích. Và cái cục mà bằng nhôm nó sẽ kêu tạch 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 tạch, này cục cắt cục cắt cục cắt cục cắt cục. Còn đây là kêu chích 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 chích. Đó, thì cái cục này chúng ta sẽ xài cho xe custom, custom đời đầu và xe 81-86 đời giữa trở đi. Đó, còn đời đầu nó kêu cúc khạch. Còn đời cao hơn xíu nó sẽ xài. Thì chúng ta kiểm tra coi trong cái xe của mình nó xài cục nào nha. Hoặc các bạn muốn gắn cũng được luôn nha. Nếu xe đời cao chúng ta gắn vô, ví dụ xe bạn nó kêu cúc khạch. Chúng ta muốn gắn cái cục này cũng được luôn. Đó, thì chúng ta sẽ cắt ra, chúng ta đấu vô nha. Này của xe custom các bạn. Đó, xe gắn cho xe custom nè, hoặc là 81-86 cánh án nè, đấy tất cả các xe đều xài chung được nha. Và nếu mà chúng ta không biết gắn thì chúng ta đem ra nó gắn nha, rất là đơn giản nha các bạn, rất là đơn giản. Rồi, đây là cục kêu zinc tháo xe 12V. Rồi, những anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm của bên mình thì có thể qua trực tiếp bên nhà shop của mình để lựa. Đấy, rất là nhiều thứ. Hoặc là ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện cho các bạn nha. Lưu ý là ở xa thì chuyển khoản trước rồi bên mình ship bưu điện, bên mình không bán ship code nha, lưu ý. Rồi ở đây bán trên sự uy tín cho nên mình không bán ship code, chuyển tiền trước rồi bên mình ship bằng đường bưu điện. Còn như anh em ở khu vực Sài Gòn qua trực tiếp bên shop của mình nha ha. Và các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng. Bên mình thường xuyên chia sẻ những cái sản phẩm liên quan tới Phụ Tùng Riêng của xe cấp nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn.